mến chào tất cả các bác nhá các bác ơi ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt các bác ạ một ngày dành riêng cho một nửa thế giới một ngày dành cho phái đẹp và một ngày dành cho những người phụ nữ chúng ta luôn luôn yêu thương đó chính là một nửa thế giới của chúng ta và ngày hôm nay thay mặt cho tất cả các đấng mày dâu, thay mặt cho tất cả những người đàn ông trên đất nước Việt Nam em chúc cho tất cả các bà à, các cô các dì các chú các bác cũng như là tất cả các à, à, chị em phụ nữ À, những người xinh đẹp luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ và luôn luôn xinh đẹp và hãy là một hậu phương vững chắc nhất. À, trên uh, tiền tuyến, những người đàn ông đang lăn lộn ở ngoài xa trường để kiếm cơm, để kiếm gạo về nuôi sống gia đình đấy các bác ơi. <laughs> một lần nữa xin được uh, chúc cho uh, tất cả chị em phụ nữ ngày 20 tháng 10 nhá. Hạnh phúc bên gia đình và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Và hôm nay chắc chắn rồi, em sẽ có một video để cho tất cả các bác với những sản phẩm rất là chất lượng, rất là ok và chuẩn bị cho À, một ngày đại lễ thì tất cả các bác chúng ta sẽ dành những món quà thay vì à, chúng ta sử dụng à, những cái bóng hoa chúng ta sử dụng những cái đồng tiền bao nhiêu tiêu cũng hết nhưng một cái à, món quà đó chính là những cái vật dụng trong gia đình chẳng hạn như một bộ micro nếu mà vợ mình mẹ mình em mình thích hát thì các bác chỉ cần mua một bộ micro mà giá ngày hôm nay là giá khuyến mại luôn nhá vâng và ở đầu line này thì không cần phải nói thêm xin được giới thiệu và để cho tất cả các bác một bộ micro bay ơ ừ. Ô Mic lấy số điện thoại này em ơi. Ô Mic, một thương hiệu rất là nổi tiếng của hãng Bayer vermic luôn các bác này. Đây, bộ này của nó là bộ à, Ô Mic M20. Con này thì mặt của nó là mặt phay nhôm các bác nhá. Mặt phay nhôm rất đẹp. Đây, thấy chưa? Đấy, bình thường bán triệu 7, triệu 8 ngày hôm nay. À, chơi luôn là ngày phụ nữ. Đó, và em sẽ để cho các bác với giá rẻ. Ô Mai Mic M5002. Gia tốc. Này, tự ngắt đấy tất cả những tính năng hiện đại đều có vào tay của nó các bác nhìn thấy này tay màu vàng gold đẹp xuất sắc bác nha Lưới dọ hợp kim và với cái tay này thì các bác nhìn thấy là nó có, đang có một cái côn xịn của Bayer đây. Ruột gan của nó đẹp lắm các bác ạ, ruột gan rất đẹp luôn. Và các bác có thể cảm nhận thấy là một bộ micro đấy, thánh nịnh tiếng, chất âm hay và mang đến cho các bác một sự trải nghiệm là những bộ micro ít tiền nhưng mà chúng ta vẫn dùng hàng xịn. Nội thất ruột gan đi, có gia tốc, có tự ngắt, có cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc đầy đủ nhá. Và tay chân khi gửi đi cho các bác nó sẽ có cả chống lăn có cả chống sốc đầy đủ cho tất cả anh em luôn đây chỉ là mẫu để gửi cho các bác xem thôi Đấy, khung sườn của nó các bác này nhìn đẹp mê hồn luôn và đây chính là rắc ca nông rắc sáu ly hệ thống com tinh chỉnh đầy đủ không thiếu một cái gì các bác nha nói về ruột gan thì các bác xem qua đi rồi em hiền sẽ báo giá luôn nè đấy bình thường dòng bay ư này của nó chỉ à, đa tốc tự ngắt là rất hiếm các bạn đấy và ngày hôm nay là ngày của phụ nữ em sẽ để cho các bác với giá chỉ có đấy, 1 triệu 550 000 đồng gia tốc tự ngắt tay vàng gôn đẹp chất lượng oh mai bích m ở ngày hôm nay khóa lệ tặng luôn cho các bác một bộ pin sạc nữa với mức giá này thì tất cả các bác ai cũng có thể mua được đấy, bộ này là bộ số 1 các bác nhá ok lướt bộ số 2 đấy, à, bộ này là bộ số 1 các bác ơi ngày 20 tháng 10 này Bộ số 2 đó chính là một bộ micro đến từ thương hiệu của Nhật Bản cắm điện khẩn trương, tốc độ nhanh nhất có thể. Các bác nhìn này, mặt của nó màu đen kít luôn các bác ạ. Khi tắt đi thì các bác nhìn nó đẳng cấp nhá. Màu đen kít con này có là con bò Pro Audio của Nhật. Đấy và với một cái thương hiệu là DSIC V3500. Dòng này thì nó là dòng cao cấp rồi, gia tốc tự ngắt cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc đầy đủ và khi gửi đi thì sẽ có cả chống lăn, có cả chống sốc đầy đủ. Dòng này thì là dòng đuôi chuột, và trước đây thì em hiền toàn bán hai triệu rưỡi một bộ thôi các bạn tay chân anh em thọ đã kiểm tra dọn dẹp sạch sẽ nó sử dụng với dòng côn neo và nội thất của nó thì các bác không lạ gì rồi con này của nó đòi hai nghìn chín các bác này Đấy, đưa vào bảo hành năm 2019 này bên mạch là được sản xuất vào tháng 7 ngày mùng 7 năm 2018 và trước đây nó sẽ có một cái bảng mạch để hệ hỗ trợ hệ thống chống hú chống thít nhưng con này của nó là đòi cao rồi thì nó bỏ cái mạch đó và con này của nó được à, hãng SH575 Một trong những cái nhà máy sản xuất cực đỉnh ở Đài Loan Sản xuất mênh mạch Rất chi tiết, rất rõ ràng Dòng này của nó là bình thường Đây là phân à, về phần hộp sóng nha Nó không đóng hộp sóng đâu bác ơi Các bác nhìn thấy là nó đẹp không? Mênh mạch rất đẹp Con này ra tốc tự ngắt đầy đủ luôn Và con này của nó chính là con Pro Audio của Nhật các bác ạ Đấy, Pro Audio của Nhật Tất cả má cốt, má vạch đầy đủ Và mặt của nó thì rất đẹp luôn Mặt rất đẹp luôn các bác Đấy, Các bác có thể nhìn thấy là một cái mặt của nó là nhìn đen kít các bác nhá Mặt nhìn đen kít, đê xích Đấy, tay chân của bác à, à, nhìn này Cô neo xịn của nó đây các bác nhá Đây là cô neo xịn đây, đuôi chuột Con này sóng sánh rất là ổn định Các bác có thể đi làm show, đi làm sự kiện, làm tiệc cưới Hoặc là các bác sử dụng trong phân khúc gia đình Với mức giá chỉ có 1 triệu à, à, 700 nghìn đồng tặng pin Đấy, 1 triệu 700 nghìn đồng tặng pin Giá này là giá ngày 20 tháng 10 các bác nhá tiếp theo Đấy, à, Bộ này là bộ số 2 các bác này bộ này bộ số 2 các bác xem thật kỹ đi rồi đấy, bộ số 3 là một trong những dòng micro rất là nổi tiếng một thương hiệu đến từ Technica nói đến san xui nói đến Technica thì các bác không lạ gì rồi đấy, không lạ gì rồi và các bác có thể nhìn thấy là đây chính là cái bề mặt của nó đây con này có nó là con audio Technica nói về vang nói về mic nói về đồ nghe nhạc thì Technica nó đẳng cấp luôn của Nhật các bác ạ đấy và con này của nó thì các bác biết rồi Technica bây giờ nó cũng sản xuất ở Trung Quốc các bác nhá hai màn hình LCD rất là nhỏ gọn và dòng này của nó thì có gia tốc các bạn, có gia tốc, có tự ngắt đấy và cho các bác xem qua tay chân của nó thì em thọ cũng dọn dẹp quá đẹp luôn, dòng này dọn dẹp quá đẹp luôn đấy và dòng này thì nó có gia tốc, có tự ngắt và tiếng của nó thì em bao cho các bác là phê bao phê cô này của nó là cô xịn các bác nhá và một số con thì ở bên dưới này các bác này nó chỉ sức cái chui thôi, một số con nó chỉ sức cái chui ở bên dưới này thôi các bác ạ. À chứ không ảnh hưởng gì đến hình thức không ảnh hưởng gì đến chất lượng à, cái chui này của nó thì em sẽ cho anh em thọ là mang à, cái à, băng tính quấn chặt lại còn tất cả khung sơn tay chân là đẹp hết các bạn nhá còn cái chui này của nó là chỉ bảo vệ một cái lò so à, để nó thu phát sóng được các bạn nhá chứ hoài ra là không ảnh hưởng gì đến bên mạch không ảnh hưởng gì đến hình thức cả còn khi gửi đi cho bác là nó sẽ đẹp như này đây chẳng có ai tháo ruột ta để mà xem là à, bên trong của nó là nó sứt một tí nhựa đâu các bạn ạ ruột gan của nó thì thôi em không cần phải bàn cãi về nó đây, các bác nhìn thấy này con này của nó thì hiện tại bây giờ là nó chạy ba cơ chế hộp sóng Đấy, và nó với một cái ruột của nó là chạy 12 hộp sóng Đấy, trong đó thì có ba hộp sóng hỗ trợ Đấy, ruột gan của là dòng thằng nhật với thằng Technica nó cũng rất là quen thuộc thôi Miên mạch của nó được hãng giờ x hai năm sản xuất con này của nó thì đò đòi cao ra tốc tự ngắt đầy đủ các bác nhá mặt mũi rất là đẹp Đây, các bác nhìn này, con này của nó thì quá ok quá sang trọng luôn với mức giá thanh lý bình thường bán triệu chín đúng không bình thường là gia tốc tự ngắt con technica này em bán triệu chín ngày hôm nay đấy, tất cả chỉ sứt một tí cái đuôi đấy, anh em ai đừng có quan tâm quá về cái hình thức thì bác lấy em bộ này đấy bên ngoài thì đẹp mỹ miều thôi em chỉ để cho bác với giá là một triệu 350.000 đồng một bộ các bác nhá. 1 triệu 350.000 đồng một bộ. Đồ. Gia tốc tự ngắt tay chân đẹp mỹ miều. Đấy, Technica ngày 20 tháng 10 À, bộ số 3 đúng ra bộ này của nó bán 1 triệu rưỡi ngày hôm nay ngày 20 tháng 10 nổ hết và một sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu các bác là bol tsq8 con này của nó thì à, thôi ta không bàn nó chính là con à, à, k300 Mark 2 các bác nhé Thì nói đến Felix các bác không lạ thì rồi một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ sản xuất lắp ráp 100% tại Hồng Kông đấy nó không sản xuất tại Đài Loan Trung Quốc các bác ạ mà dòng này là nhà máy của nó ở Hồng Kông các bác nhìn nền bên mạch của nó này con này của nó 1 2 3 4 hộp sóng, một bên. Đấy, bên mạch của nó phải dùng từ nó quá đẹp luôn, mỹ miều. Đấy, con này thì, nó có thể sánh vai với cái thương hiệu là bốt rồi là những cái dòng BV rồi, những cái dòng thương hiệu nổi tiếng OPT TBA ở trên thế giới. Nhưng mà dòng này của nó thì phân khúc bình thường. Đấy, bình dân. Cho nên là giá tiền của nó thì cũng chỉ tầm khoảng từ 8 cho đến 10 triệu. Bởi vì đối với dòng Philex thì ở bên nước ngoài người ta toàn bộ là bán bằng tiền đô, nó không bán bằng tiền nội tệ, các ạ? Và tại sao con này của nó lại có cái thương hiệu bolet cũng giống như bayer giống như một số thương hiệu khác à, nó có rất nhiều thương hiệu khác để bên à, đơn vị thứ hai người ta đặt cái thương hiệu để người ta mua cái bản quyền này còn con wireless này cũng vậy đã được hãng bolet tsq 8 này nó mua lại cái thương hiệu nhưng con này của nó chính là con phai lấy các bác nha đồng này còn tay, tay của nó tay hợp kim đấy côn của nó là côn neo đấy cho các bác xem qua đấy tay chân là nó thật các bác là anh em thọ là nó có xuất sát này nó dọn dẹp lại đẹp lắm rồi các bác ạ à. Đấy, tay của nó hợp kim cầm rất là đầm chắc nha. Nó nặng cơ tầm bằng à, 4 lạng một tay các bạn ạ. Nó có gia tốc, có tự ngắt dòng này của nó dòng đuôi chuột các bác ơi. Dòng này của nó dòng đuôi chuột. Đây, các bác nhìn thấy không? Dòng đuôi chuột sóng sánh ổn định các bác có thể đi làm đám cưới, các bác có thể đi làm đám hiếu đám hỷ thì đối với bộ micro này, em nói thật các bác là nó tiếng tăm nó chi tiết, sắc nét rõ ràng. Ít tiền nhưng mà nó lại là một trong những cái dòng đồ rất là tốt. Đấy, bộ này thì ở trên video ngày hôm nay Đấy, em cũng chỉ để cho các bác với giá là rẻ hơn so với ngày thường ít nhất là 2 đến 300 1 triệu 6 bán em 1 triệu 6 gia tốc tự ngắt đấy, đầy đủ 1 triệu trăm 000 đồng tặng pin sạc bao ship toàn quốc bảo hành 3 tháng và một sản phẩm tiếp theo đấy em nói rất nhanh các bác nhớ giúp em hiền nhá Đây là một dòng micro được mệnh danh là chỉ dành cho người giàu đấy, những tháng trước đây nhưng mà tháng này thì lại một bộ micro người nghèo cũng mua được các bác ạ con này còn là con hát audio các bác có thể tìm hiểu. Mặt màu vàng gold kết hợp với màu đen. màu đen Mặt này có là mặt vàng 18K các nhá. 18 k cho nên là nhìn nó rất là dịu, rất là nhẹ nhàng. Con này các bác để trên cái dàn kệ của các bác là cảm giác nó rất là đẳng cấp đấy. đấy tay chân của nó có nhìn này. Đấy, tay của nó tay titan nhá. Em nói luôn là tay titan này của nó tất cả là anh em thọ đều phải lên. Còn nếu mà tay nguyên bản của nó là tay họp à, kim nhôm và cái tay titan này rất là đắt. Nếu mà tay trơn thì các bác lấy những cái dòng tay rẻ tiền. À, tay nguyên bản thì nó rất là rẻ còn đá này lên tay titan là nó là hàng đắt tiền rồi các bác ạ à. dòng này thì nó có tất cả những tính năng hiện đại ví dụ như gia tốc ví dụ như tự ngắt này côn gọi là côn xịn của dòng hát audio này luôn ruột gan còn nó thì nó thật các bác là mới kính con con này thì trước khi gửi đi là còn phải kiểm tra vệ sinh lau chùi tất tật tật cho tất cả các bác đấy tay chân là tay titan và khi gửi đi nó sẽ có cả chống lăn có cả sống sốc đầy đủ cho tất cả các bác luôn và bộ này bình thường không có mức giá tầm khoảng 2 triệu rưỡi cho đến 2 triệu 6 không mua được và ngày hôm nay trên video này em chỉ để cho các bác với giá là 2 triệu 100 nghìn đồng tặng đi đấy giá này là giá quá rẻ rồi con này của nó có một cái điểm là ruột của nó là ruột 890 các bác nhá ruột của nó là ruột 890 và nó hơn tất cả những dòng khác là nó sẽ có một cái đường cáp 232 đấy, cáp RS để kết nối máy vi tính đó, à, phía sau của nó có cả đường cáp kết nối máy vi tính như các này R232 Và các bác có thể nhìn thấy không Đấy, rắc nông, rắc 6 ly đầy đủ không thiếu gì và với con này thì các bác nhìn thấy là ruột gan chắc chắn xịn của bay ơi luôn à, tất cả các bác ai mà lấy con này em để cho các bác với giá là 2 triệu 100 nghìn đồng bảo hành 3 tháng bao ship toàn quốc tất cả các đại ca về âm thanh tất cả các đại gia về uh, mic các bác ai có nhu cầu mua thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại là 0936 118 58 đây chính là số điện thoại hotline bên Cao Hiền Audio các bác gọi không được các bác cho em xin một tin nhắn uh, để À, báo cho nhân viên à, khi nhân viên nghe điện thoại xong sẽ chủ động gọi lại cho tất cả các bác anh em ai xem video đấy ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 nhớ tặng cho em hiền xin một like nha đấy, nhớ đăng ký kênh và cho em hiền xin lượt chia sẻ lên các hội nhóm để chúng ta sẽ tạo cho nhau một cái sân chơi vui vẻ đông vui hơn chúc cho một nửa thế giới luôn luôn vui vẻ luôn luôn mạnh khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống của mình xin chào